Chào mừng anh chị quay lại với kênh của Long Coffee. Cà phê rang xay Việt Nam có khác với cà phê rang xay các nước khác hay không? Và cái cách uống cà phê rang xay của người Việt Nam có khác với cách uống cà phê rang xay của một số nước phương Tây hay không? Thì hôm nay anh chị hãy cùng em tìm hiểu nhé. Như anh chị đã biết á, là người Việt Nam chúng ta có cái thói quen là uống cà phê hàng trăm năm nay. Và cái cách pha truyền thống của người Việt Nam đó là pha phin. Còn người nước ngoài thì đa số hầu như là họ pha cà phê bằng cách là pha máy nha anh chị. Chính vì vậy là khi mà chúng ta có cái sự pha khác nhau như vậy thì cà phê nó cũng sẽ khác nhau. Và cái cách uống của mỗi nơi cũng giống như là mỗi nước sẽ có một cái phong tục tập quán, một cái văn hóa uống cà phê khác nhau. Nói về Việt Nam, quay lại Việt Nam thì Việt Nam có cách uống là bằng pha phin. Vì thế là cái nước cốt của cà phê khi chúng ta mà pha bằng phin á thì nó sẽ sánh, sẽ đặc, sẽ quẹo hơn là cái nước cà phê mà được pha tự máy. Đây là mình chưa có nói đến cái vấn đề là cái cây cà phê anh chị được trồng ở mỗi vùng đất khác nhau, cái xuất xứ khác nhau, khí hậu vùng đất khác nhau thì nó đã cho ra cái loại hạt cà phê khác nhau rồi. Vì thế là cái cà phê của mỗi nước sẽ khác nhau nha anh chị, chứ không giống nhau. Nếu như mà anh chị nào được đến một số nước khác phương Tây rồi thì anh chị sẽ biết là cái cách uống cà phê của họ hoàn toàn khác. Có thể là họ sẽ ăn kèm với bánh, rồi có thể là họ sẽ cho kem vào cà phê đó, không giống như là Việt Nam chúng ta thì thông thường là chỉ có cà phê đen và cà phê sữa đá. Thì nếu mà để có được một cái ly cà phê ngon thì cho dù là cách uống nào đi chăng nữa thì chúng ta cần phải có một cái loại cà phê nguyên chất phối trộn ngon thì mới cho ra được một ly cà phê ngon. Thì nếu như mà anh chị nào mà đang tìm hiểu về cà phê nguyên chất cũng giống như là mình muốn tìm một cái nguồn cà phê nguyên chất đảm bảo chất lượng á, thì anh chị có thể comment bên dưới, hoặc là anh chị muốn biết thêm một cái số cách uống cà phê khác của các nước bên phương Tây hay phương Đông thì anh chị cũng có thể comment bên dưới. Lên Coffee sẽ gửi cho anh chị những cái link để anh chị có thể tham khảo nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi kênh. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.